Con chào ông bà cô chú. Con chào thầy cô chú. Bữa nay con đi đâu? Đi mua sữa. Đi mua sữa. Nhớ đông hút. À đi sữa ống hút, nó đi kiếm sữa ống hút. Ông bà cô chú ơi, bữa nay ông bà cô chú ơi, bữa nay nó chùa cái giờ em dắt nó vô trong chỗ bách hóa xanh ông bà cô chú gần nhà luôn, cũng gần nhà em nè. Rồi chở nó đi mua cho nó một lốc sữa chua với sữa ống hút gì đó, nó đòi mua sữa ống hút. Rồi thấy vậy thôi, bữa nay chở chùa. Chở đâu. Quá trời luôn. Trời ơi, tự lấy vỏ luôn kìa. Em chưa kịp quay luôn, ông bà cô chú em lôi quay. Con lôi ở đâu? Con lôi hai bên chứ. Chùa gà con lôi cái quay bên kia nữa. Cái sữa Milo con, cái đó sữa Milo. Dài dài ra sao đi để mà kiếm ra. Giờ đi kiếm sữa. Sữa Milo đâu à? Sữa mi đi sữa chỗ kia, sữa cho kiếm sữa cuôn như trong kia, nó đi kiếm sữa cuôn. Coi có lốc sữa chua đâu anh mua cho nó lốc hai lốc sữa chua. Mang nó tiêu cái kìa kìa sữa quá trời kìa con qua bên kệ sữa kìa. Cái sữa nào anh cái sữa nào mà màu tím, bữa hỏi mình nhà ông bà vợ ông Tiến uống, nó uống được, nó lấy về tôi đang một lốc đi kiếm thử cái lốc thử có sữa đó không. Cái này à? Không phải, cái đó là Milo. Ờ đúng rồi, phải không, cái này nè phải không ta? Có hai loại tím này. Đây là sữa cuôn này nè, bữa hỏi muốn mình vợ ông Tiến là nó lấy nó về cái chết chết. Là sữa cuôn chết chết. Cái dâu được. Cái dâu được hả, phải không? Rồi cái đó là một lốc bao nhiêu vậy? Một lốc 29.000 giảm còn 25. Nè, nó 9.000 giảm còn 25. Giờ lấy, lấy đi. Lấy đi tự xác đi. Nữa, con lấy thêm một lốc sữa nữa đi. Đúng rồi. Để lấy thêm một lốc sữa này nữa đây, con uống được cũng được thì nó mẹ mua cho một thùng. Mẹ cho con á. Hả, là con uống mỗi thứ một lo một màu đi chuột. Thử thôi. Con muốn chọn màu tím đi. Con muốn chọn màu tím hả? Có hẹn nữa nha. Rồi, rồi lấy hai lốc đó đi ha. Trời ơi, con thấy để hết. Rồi thôi, giờ đi kiếm mua cho một lốc sữa chua nữa là được rồi, chịu không? Ủa làm sao? Hả, con ủa làm sao? Con nói nghe coi, giờ con đi mua cái gì con? Ủa, chưa có mua bánh nè. Mua bánh gì nữa? Bánh kẹo. Mua bánh kẹo hả? Thôi, mẹ nói nghe nè, mẹ không có tiền đâu, mẹ mua sữa cho con thôi chứ không có mua bánh kẹo. Chứ không, bữa nay đi học chạy giỡn té nè, mà cô chú té dập môi nè. Rồi nè, đi lôi đi nè. Thôi, không mua sữa đó được, cái nằm lũng người ta lấy sữa này được rồi, giờ đi về. Rồi đây là chuột lôi hả mẹ lôi, chuột sách hả mẹ sách? Mẹ sách nha. Rồi nó dầm nó sách á. Có sữa yến mạch nữa nè. Đó. Cái trứng thủ long nữa kìa. Mẹ che cho con á mẹ. Không. Bây giờ chuột lì đúng không? Ba con này hả? Hả? Con có lì không? Ôi. Cái họ đó. Của họ đó hả? Ừ đúng rồi, của họ đó chứ không phải của mình đâu. Đi. Của họ. Rồi đi đi đi. Của họ phải của mình. Mẹ không có cho mua nó đâu, bây giờ đi mua kiếm một lốc sữa chua, mua cho một lốc sữa chua nữa là thôi. Sữa chua đâu rồi? Không biết nữa, giờ đi kiếm nè. Mẹ ơi, có ăn kiểu chứ chứ. Không. Đúng rồi, không đâu. Không muốn. Đi, đi qua đường bên đây. Không muốn ăn kiểu chứ chứ. Đi, không. Không muốn. Con nói cái gì? Con nói cái gì? Chúp 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 này của người họ đó. Ừ, chúp chúp của họ ở khu bên đây thì bán những đồ muối đồ với nước này nước sốt cái này kia không bà cô chú ơi, em đừng đi kiếm cho nó cái lốc sữa. Sữa chua. Ừ đúng rồi, mua lốc sữa chua. Sữa cuôn. Sữa cuôn mua rồi nè. Có ai như chuột không, chưa tính tiền mà đồ uống nó thèm lắm rồi, nó kêu cho nó uống tại tiệm đi. Ngoài chứ, ngoài tiệm đi. Không biết nữa, chắc bên kia kìa, kìa bên kia kìa. Sữa chua đâu? Nè. Bà. Wow. Kìa nó. Rồi nó về. Giỏi quá, giỏi rồi. Ok. Khoan, sữa chua nào? Sữa chua quả táo. Sữa chua táo, sữa chua này, sữa chua gì nè? Sữa chua nho đó. Rồi, phải không? Phải nho không? Hả? Có sữa chua táo. Chắc chưa? Chắc. Chắc không? Vậy là uống một lốc sữa chua da táo này thôi đúng không? Đúng rồi. Rồi gì? Không rửa lại. Rồi. Đó, mua cho một cho bỏ chua vô. Bỏ giữa chua táo vô. Rồi, nhiêu được chưa? Rồi, bị nhiêu rồi. Để cho đi trước. Đi đẩy lại tính tiền đi con, đi lấy lại tính tiền. Ok. Đi đàng hoàng. Rồi. Rồi con kêu cô tính tiền đi. Cô tính tiền. Rồi kêu hỏi cô bỏ đâu? Ước. Rồi. Rồi kéo, qua đi, rồi kéo qua, rồi ừ sách qua. Sách qua rồi đó. Thấy nó gành không? Nó gành lắm.
Thôi không có mua kẹo đâu, đừng có lấy kẹo. Đừng, đúng rồi, đừng có lấy kẹo. Ờ đúng rồi, đừng có lấy kẹo. Rồi, tính gì để lên luôn. Để lên cho cô tính, để lên. Để không cô mới giận, mới không tính không bây giờ á. Còn nữa kìa, còn nữa đấy thôi. Cái này mua thùng nó có giảm không em, cái loại này nè? Có chị. Có đó hả? Thường thường nó là một thùng nó bao nhiêu hộp hả em? Rồi nó một thùng là 48 hộp, chứ còn 12 lốc. À, là bao nhiêu để nó mua cái nó uống về hộp không? Uống về hộp không? Không có nhiều đâu, mua sữa cho nó. Kìa sách kìa, cô đưa sách kìa. Cảm ơn cô đi. Cảm ơn cô. Nó coi kìa. Hả? Không, không có lại thẻ. 249.000. Nặng quá. Nặng quá hả? Rồi xách ra xe đi. Mở cửa ra xe được không? Đi ra xe. Xe mình ở đâu? Xe mình ở đâu? Xe mình kia. Rồi con có xách ra xe được không? Được. Dành xách mình lên đó à. Không cho xách đâu. Rồi treo lên xe coi. Cái này rồi. Treo sao? Thôi kìa. Rồi. Treo sao? Treo được không? Đó. Coi kìa. Được chưa? À. Rồi cho cha dắt xe ra đây, né ra cho cha dắt xe. Okay. Trời ơi. Rồi cái này vô mua nữa không? Cái này vô mua nữa không? Mua gì nữa? Bánh kẹo. Bánh kẹo. Không, bánh ở nhà có một thùng bánh, bác mới cho, bác Út mới cho. Được thôi con bé Mai, ông bà cô chú đi. Con bé Mai. Rồi cái mặt coi. Con Mai sao? Tôi về bé chị chú. Trời ơi. Bữa nay sao có cái trò gì vậy trời? Chuột, bữa nay con có cái trò gì con bé bay con làm kiểu gì vậy? Bé bay mà làm kiểu trên sao vậy? Trên mạng á. Trên mạng vậy đó hả? Trên mạng sao? Trên mạng kiểu gì á. À trên nó coi trên mạng bé bay bà cô chú kiểu gì đó. Không bà cô chú ơi. Bữa nay em chỉ có ra đây chạy ra đây mua cho nó lóc sữa gần nhà em không bà cô chú. Ngồi lên mẹ đi. Không bà cô chú ơi, bây giờ hai mẹ con mình bé bay đi. Em chạy đi. Bé bay đi. Con ngỡ con gì đâu. Gỡ con bị đau hả? Sao con bị sao đau? Con nói cho bà cô chú. Ngoài xanh. Ờ, đau mà. Cầu bay xanh, con nhí bằng, con nhảy cái len, cái cầu. À, là nó nói đó là nó té cái cầu ở ngoài sân, là nó trên trường học con bà cô chú nó đi trèo lên như mấy cái cầu chuột nhỏ 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 là nó nhảy xuống té. Rồi nó té dập môi ngoài sân. Đó. Rồi thôi mà cô chú ơi, clip em á, hai mẹ con em thì chỉ có đi chở chuột đi mua sữa thôi. Giờ thế thôi, thôi, thôi thấy không? Hả? Xong rồi thấy không? Xong rồi con cảm ơn các ông bà đi. Cảm ơn các bà chú. Cô chú. Con rồi. Chia sẻ với liền con thưởng. À rồi bye bye.